Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin thanh lý lô túi sách, ví da, hàng đã qua sử dụng. Đa phần là ví da bò hoặc là một số túi sách hàng hiệu nha. Cả lô như vậy em thanh lý là 3 triệu. Còn nếu mà các bác mua lẻ, những cái túi sách to như vậy đồng giá 300 ngàn một cái. Còn những cái túi sách nhỏ như vậy là đồng giá 200 ngàn trên một cái. Còn cái bóp đựng tiền, đựng giấy tờ của Nam thì đồng giá 50 ngàn trên một cái. Số lượng chính xác của cả lô này như sau: những cái ví cầm tay, những cái bóp nhỏ mà trên cái khung hình này là 28 cái. Ví Nam mà đựng giấy tờ là 37 cái. Còn những cái túi to này là 11 cái. Tất cả đều là hàng hiệu, hàng xịn nè. Em quay cận cảnh cho các bác tham khảo nè. Ở ngoài là da xịn nha, phía trong là hàng hiệu không nè. Nguyên cái túi hàng hiệu đây, Unova. Đây túi hàng hiệu còn đẹp xuất sắc không mà nha. Da xịn à. Tổng cộng là 11 cái túi lớn như vậy. Tặng da xịn không nha. Túi rất là đẹp, da rất là xịn, đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Ví Nam dùng đựng tiền, đựng giấy tờ, tổng cộng có 37 cái. Các bác mua lẻ là 50 ngàn một cái. Còn mua chung lô là tổng cộng có 76 món, giá 3 triệu trên 76 món. Còn mấy cái ví cầm tay nhỏ này thì tổng cộng có 28 cái. Như mấy cái ví này nè, nguyên một cái tấm da bò lớn, làm handmade thủ công thành một cái ví để đựng giấy tờ. Da bò rất là xịn, mềm nè, hụt da rất là đẹp. Đây là cái bóp đựng giấy tờ của Nam, rất là nhiều ngăn, đến từ thương hiệu của Ý. Nếu các bác mua lẻ là đồng giá 200 ngàn cho mỗi cái nha. Túi này là nguyên cái tấm da bò luôn nè. Đây cái túi này rất là đẹp nè. Túi da lộ mặt trong ra ngoài, thiết kế rất là đẹp, rất là sang nha. Da rất là xịn luôn, thuộc da rất là đẹp. Cái ví của nữ nha, để rất là nhiều đồ, đến từ thương hiệu Playboy. Đa phần là hàng hiệu. Đây, những cái túi rất là đẹp, da xịn, thuộc da mềm mại. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tận nơi cho mình. Đây là giá thanh lý dưới giá vốn rồi nên em không có bao ship. Các bác vui lòng chuyển khoản giúp em 3 triệu, sau đó nhận hàng, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em.